Kính thưa ban giám khảo, kính thưa toàn thể hội thi, tên tôi là Phan Thúy Nhung, giáo viên dạy bộ môn ngữ văn trường Trung học phổ thông Hiệp Hòa số 2. Đến với hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024 hôm nay, tôi xin đem đến một số biện pháp tạo hứng thú đọc văn bản trong việc học các truyện ngắn hiện đại của học sinh trung học phổ thông. Sau đây, kính mời quý thầy cô cùng theo dõi. Nội dung giải pháp của tôi gồm có 4 phần. Thứ nhất, đặt vấn đề. Thứ hai, giải quyết vấn đề. Thứ ba, minh chứng về tính hiệu quả của vấn đề. Thứ tư, cam kết. Sau đây, tôi xin trình bày nội dung thứ nhất, đặt vấn đề. Trong phần này, tôi nêu ra 3 lý do cần thiết để tôi chọn giải pháp. Thứ nhất, môn ngữ văn là môn học có vị trí rất quan trọng trong nhà trường hiện nay. Thứ hai, đọc văn bản là khâu đầu tiên trong hành trình khám phá một văn bản văn học. Thứ ba, mọi phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực sẽ không thể thực hiện được khi học sinh không đọc văn bản. Xuất phát từ những lý do kể trên, tôi đưa ra một vài biện pháp tạo hứng thú đọc văn bản trong việc học các truyện ngắn hiện đại của học sinh trung học phổ thông. Phần thứ hai, giải quyết vấn đề. Trong phần này, tôi trình bày 2 nội dung cơ bản. Nội dung thứ nhất, thực trạng của vấn đề. Về phía học sinh, hiện nay tôi nhận thấy học sinh rất ngại đọc văn bản, nhất là các tác phẩm truyện ngắn vì độ dài của nó. Việc chuẩn bị bài của học sinh còn mang tính hình thức, đối phó, bài làm văn thiếu đi dẫn chứng cụ thể. Về phía giáo viên chưa kiểm soát tốt việc học sinh đọc văn bản hay chưa. Nội dung thứ hai, một số biện pháp tạo hứng thú đọc văn bản. Biện pháp thứ nhất, đặt câu hỏi về chi tiết trong văn bản. Chi tiết là tiểu tiết của tác phẩm nhưng có sức chứa lớn về tư tưởng. Đặt câu hỏi về chi tiết là cách định hướng cho học sinh tập trung vào trọng tâm của văn bản. Cách thức tiến hành. Giáo viên chuẩn bị sẵn phiếu hỏi 5 đến 10 câu về các chi tiết trong văn bản. Trên lớp, học sinh được mời lên bắt thăm phiếu hỏi và trả lời. Đây là những câu hỏi ở mức độ nhận biết. Học sinh đọc văn bản với thái độ nghiêm túc sẽ trả lời được. Biện pháp này dễ thực hiện nhưng có hiệu quả cao trong việc khuyến khích học sinh đọc văn bản. Biện pháp thứ hai, học sinh đặt câu hỏi, trả lời về chi tiết trong văn bản. Vẫn là đặt câu hỏi về chi tiết nhưng biện pháp này khác biện pháp thứ nhất ở cách thức tiến hành. Chuẩn bị, học sinh đọc kỹ văn bản, tự chuẩn bị phiếu hỏi. Tối thiểu 5 câu trong phạm vi được giao. Trên lớp, giáo viên gọi 2 học sinh thuộc 2 nhóm khác nhau lên bảng, tiến hành hỏi và đáp. Mỗi câu hỏi và câu trả lời đúng được 1 điểm. Ở giải pháp này, học sinh đọc văn bản thì mới đặt được câu hỏi và trả lời được các câu hỏi. Biện pháp thứ 3, khởi động với trò chơi ô chữ. Cách thức tiến hành. Chuẩn bị. Giáo viên chuẩn bị gói câu hỏi và ô chữ được thiết kế trên PowerPoint. Trên lớp, học sinh giải ô chữ và tìm từ khóa. Việc đưa trò chơi vào hoạt động dạy học sẽ tạo tâm lý thoải mái, hứng thú, khiến cho giờ dạy học văn trở nên nhẹ nhàng, sinh động, đồng thời cũng góp phần thôi thúc học sinh đọc văn bản. Muốn ăn cơm trắng mấy giò, lại đây mà đẩy xe bò với anh. Khi được tham gia diễn xuất, sân khấu hóa một đoạn trong văn bản, học sinh rất hứng thú vì được sống cùng tác phẩm, được hóa thân vào nhân vật. Cho nên, để khuyến khích học sinh đọc văn bản, biện pháp thứ tư của tôi là sân khấu hóa một đoạn trong văn bản. Cách thức tiến hành, chuẩn bị, giáo viên phân nhóm, học sinh đọc tác phẩm, chọn đoạn muốn diễn, phân vai, viết lại kịch bản, luyện tập diễn xuất, hoặc có thể chọn bối cảnh ngoài lớp học để làm những video clip. Trên lớp, học sinh diễn tại lớp hoặc chiếu video clip trên màn hình. Giáo viên cho điểm cho những nhóm học sinh có sự chuẩn bị và diễn xuất tốt. Có thể nói, việc sân khấu hóa đòi hỏi học sinh đọc rất kỹ văn bản. Biện pháp thứ 5, tóm tắt phần văn bản ngoài sách giáo khoa. Các tác phẩm truyện ngắn khi được trích dẫn trong sách giáo khoa thường được lược bớt một số đoạn. Việc đọc trọn vẹn tác phẩm giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về tác phẩm, có thể mở rộng liên hệ trong quá trình làm văn. Cách thức tiến hành. Chuẩn bị,
Giáo viên khuyến khích học sinh đọc trọn vẹn văn bản, tóm lược các sự việc, ghi nhớ các chi tiết tiêu biểu trong phần văn bản bị lược bớt. Trên lớp, trong quá trình đọc hiểu văn bản, giáo viên khuyến khích học sinh kể các sự việc hoặc nêu các chi tiết tiêu biểu trong phần văn bản lược bớt để minh họa, làm sâu sắc thêm cho nội dung bài học. Tính mới và ưu điểm của các biện pháp. Có thể nói, việc yêu cầu học sinh đọc văn bản, chuẩn bị bài trước khi học văn bản trên lớp là yêu cầu không mới trong dạy học ngữ văn. Phương pháp truyền thống, giáo viên yêu cầu học sinh đọc văn bản, tóm tắt văn bản và trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn học bài. Phương pháp này chưa đánh giá được việc học sinh đã thực sự đọc kỹ văn bản hay chưa. Tính mới, ưu điểm của những biện pháp đưa ra. Thứ nhất, thể hiện sự đa dạng, linh hoạt. Thứ hai, học sinh không thể sao chép thụ động. Thứ ba, học sinh được trực tiếp tham gia vào tác phẩm, hóa thân vào nhân vật khi văn bản được sân khấu hóa, có tâm lý thoải mái, hứng thú khi tham gia các trò chơi. Vì vậy, việc đọc văn bản không phải là nhiệm vụ mà trở thành niềm hứng thú, say mê đối với học sinh. Phần thứ ba, C lớn, minh chứng về tính hiệu quả của vấn đề. Thứ nhất, đối tượng thụ hưởng giải pháp. Giải pháp của tôi đã được áp dụng cho học sinh các lớp 11A6 năm học 2019-2020 và đặc biệt là các lớp 12A1, 12A5, 12A6, 12A8 năm học 2020-2021 tại trường Trung học Phổ thông Hiệp Hòa số 2. Về hiệu quả của biện pháp, qua việc khảo sát thăm dò ý kiến của học sinh, tôi nhận thấy tỷ lệ học sinh hứng thú, đọc kỹ văn bản chiếm tỷ lệ rất cao. Thậm chí, nhiều học sinh tìm đọc trọn vẹn tác phẩm, nhất là những học sinh thi môn văn để lấy điểm xét đại học. Điểm trung bình thi tốt nghiệp môn ngữ văn của học sinh trường Trung học Phổ thông Hiệp Hòa số 2 có sự tiến bộ rõ rệt. Điểm trung bình năm 2021 là 7,33, xếp thứ 7, tăng 7 bậc so với năm 2020. Điểm trung bình thi tốt nghiệp ở các lớp học sinh được thụ hưởng giải pháp là 7,65, cao hơn mặt bằng chung của nhà trường. Qua thực tiễn dạy học, tôi nhận thấy việc đọc văn bản trước mỗi giờ học văn là việc vô cùng quan trọng. Vì vậy, trước thực tế học sinh ngày càng ngại đọc văn bản, tôi đã áp dụng một số biện pháp trên để khơi gợi hứng thú đọc văn bản cho học sinh. Qua thực tế dạy học trên lớp, tôi nhận thấy có nhiều sự chuyển biến tích cực về tinh thần, ý thức đọc văn bản của học sinh. Điều đó góp phần không nhỏ trong việc đem lại sự thành công trong mỗi giờ học. Phần cuối cùng, cam kết. Tôi xin cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền. Các biện pháp đã triển khai thực hiện và minh chứng về sự tiến bộ của học sinh là trung thực. Trên đây, tôi đã trình bày xong giải pháp của mình. Cảm ơn thầy cô đã chú ý theo dõi. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô để giải pháp của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn.